Đa số các vấn đề an ninh liên quan đến địa chính trị đều gắn liền với đất liền hoặc đại dương. Do đó, vị trí địa lý, cơ cấu dân số, nền kinh tế, trữ lượng khoáng sản và trình độ công nghệ đóng vai trò lớn trong việc quyết định mối quan hệ ngoại giao giữa các nước. Các lực lượng quân đội lớn nhất trên thế giới đang tiến vào cuộc đua vũ trang để chế tạo ra những loại vũ khí có khả năng phá vỡ những công trình phòng thủ tối tân và từ đó thay đổi cục diện quân sự giữa các cường quốc. Những loại vũ khí thời trước như súng trường có độ chính xác không cao, xác suất bắn trúng mục tiêu của những vũ khí này rất thấp, khiến các lực lượng quân đội phải tính toán lại chiến lược. Vào thế kỷ thứ 18, quân đội châu Âu bắt đầu cho bộ binh đi thành hàng ba để lần lượt bắn đạn, áp dụng chiến thuật bắn chặn để tăng độ chính xác. Dù cho công nghệ lúc bấy giờ vẫn chưa tới thì xác suất trúng mục tiêu từ chiến thuật này đã được tăng lên. Do đó, khả năng chiến đấu của quân đội châu Âu được gia tăng đáng kể. Kế hoạch tác chiến này có vẻ hiệu quả, nhưng nó cũng đồng nghĩa với một việc tiêu tốn thêm một lượng lớn binh lính. Sau này, trong Thế chiến thứ 2, Đức đã chế tạo thành công tên lửa hành trình chạy bằng động cơ phản lực. Quả bom bay V-1 ấy đủ khả năng đem theo thuốc nổ đến mục tiêu mà không cần có phi công, nhưng nó cũng có chung số phận như những vũ khí thế hệ đầu do thiếu đi tính chính xác. Để giảm thiểu hạn chế ấy, các nhà quân sự chỉ có cách ném bom rải thảm cả thành phố mới hy vọng đánh trúng căn cứ của địch. Cục diện chiến tranh sau đó từ từ thay đổi nhờ sự phát triển của công nghệ trong chiến tranh lạnh. Những năm 1970, tên lửa Tomahawk của Mỹ đã cách mạng hóa cuộc chạy đua vũ trang. Tên lửa hành trình ngoại âm này sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng để di chuyển nhanh hơn với khả năng trúng mục tiêu tốt hơn. Khác với các loại đạn đạo ngày xưa cần có đường bay định sẵn, một quả bom hiện đại có thể điều hướng trên không trung. Do đó, chiến lược chiến tranh cũ đã đi vào dĩ vãng. Quân đội hiện đại không cần nhiều người mà vẫn có thể tiêu diệt được những mục tiêu lớn. Điều này giúp giảm bất lợi trong chiến tranh vì sự công kênh của lượng lớn quân binh. Ngoài ra, sự phát triển của công nghệ quân sự bắt buộc các loại vũ khí thông thường phải được nâng cấp với các tính năng tàn hình hay hệ thống đất đối không. Nhưng sự nâng cấp này lại yêu cầu rất nhiều tiền bạc. Ngày nay, chúng ta đang tiến vào một cuộc cách mạng quân sự tiếp theo với sự ra đời của công nghệ bội siêu thanh. Vũ khí bội siêu thanh có hai loại riêng biệt. Một là tên lửa hành trình sử dụng động cơ phản lực không khí để di chuyển với tốc độ cực kỳ cao và độ chính xác đáng kể. Chúng có tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh và được tiếp nhiên liệu từ bên trong, khác với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Loại thứ hai là vũ khí bội siêu thanh có gắn động cơ gia tốc, được phóng bằng tên lửa nhưng sau đó sử dụng khí động lực học để di chuyển khi đã đạt tốc độ bội siêu thanh. Nó có khả năng thay đổi hướng bay dễ dàng với một đường đi khó lường. Khả năng này khiến đối phương không xác định được đường bay của vũ khí cho đến khi nó đến được mục tiêu. Chính sự khác biệt về đường bay và tốc độ bội siêu thanh này đã thay đổi chính sách quốc phòng của mọi quốc gia, bởi vì hệ thống phòng không hiện đại không có khả năng dò tìm và ngăn chặn những vật thể bay nhanh và khó lường đến như vậy. Về cơ bản, thế giới vẫn chưa đưa vào hoạt động một loại hình phòng thủ nào đối với loại vũ khí này, bởi vì tên lửa bội siêu thanh có thể vượt qua hàng phòng thủ hiện nay với khả năng mang đạn nhanh chóng. Đây là một loại vũ khí gia tăng đáng kể sức tấn công đội quân sở hữu. Nó sẽ không có tác dụng nhiều trong các cuộc chiến tranh ủy nhiệm hay bạo loạn, nhưng lại có lợi thế đảo ngược thế trận trong các tình huống địa chính trị. Đó cũng là lý do các cường quốc đang liên tục tìm cách sở hữu thứ vũ khí phức tạp và tối tân này. Ở thời điểm hiện tại, các nhà nghiên cứu cần giải quyết các vấn đề phức tạp về kỹ thuật và sản xuất loại vũ khí này trước khi đưa nó vào sử dụng. Mỹ, Trung Quốc và Nga đang là những nước tiến gần đến mục tiêu đưa chúng vào sử dụng nhất. Việc nghiên cứu và phát triển công nghệ bội siêu thanh cũng là một vấn đề bí mật quốc gia. Do đó, chúng ta không thể biết chắc quốc gia nào đang thật sự sở hữu chúng. Các nguồn tin mật thì không đáng tin cậy, còn các chuyên gia thì lại không chịu tiết lộ thông tin. Nhưng chúng ta có thể dựa vào nhu cầu địa chính trị hiện tại của từng quốc gia mà phán đoán loại vũ khí họ đang quan tâm. Ví dụ, chiến lược quân sự của Trung Quốc tập trung vào việc quản lý giao thông hàng hải ở Biển Đông và Ấn Độ Dương. Đó là nơi hoạt động giao thương của Trung Quốc diễn ra tấp nập nhất. Nhưng Hải quân Trung Quốc lại không có nhiều khả năng chiến đấu bằng Hải quân Hoa Kỳ. Do đó, chính phủ Bắc Kinh chủ yếu tập trung vào các loại tên lửa bội siêu thanh tầm gần để ngăn lực lượng Hải quân Hoa Kỳ đến gần lãnh thổ Trung Quốc. Tên lửa DF-17 của Trung Quốc được trang bị máy lượn bội siêu thanh và đã được thử nghiệm thành công với tốc độ hơn 8.500 km/h. Mặt khác, chính quyền Washington lại quan tâm đến một loại tên lửa khác, bởi vì Mỹ nằm ở bán cầu Tây, nhưng đa số các cuộc chiến lại nằm ở bán cầu Đông, nên thời gian hành quân và viện trợ tốn rất nhiều thời gian. Do đó, chính quyền Lầu Năm Góc quan tâm đến các tên lửa tầm xa nhiều hơn. Dù vậy, để phát triển tên lửa tầm xa đến mục tiêu sớm hơn vũ khí của Nga và Trung Quốc, Mỹ phải thiết kế được những tên lửa có tốc độ nhanh hơn rất nhiều, bởi vì phải di chuyển trong cùng một thời gian nhưng lại trong một khoảng cách xa hơn. Nên Mỹ cần có tên lửa di chuyển được với tốc độ 24.500 km/h để đọ được với vũ khí 12.250 km/h của đối thủ. Đó là một bất lợi của Mỹ trong cuộc đua với Nga và Trung Quốc. Còn Nga cần phải tập trung vào cả tên lửa tầm xa và tầm gần, bởi Nga cần đối đầu với cả thành viên khối NATO ở châu Âu và Bắc Mỹ. Nga
có các tên lửa như U-71, Bradford 2 đã được thiết kế riêng cho mục đích này. Nước nào chậm hơn trong quá trình phát triển các loại vũ khí này sẽ gặp phải mối nguy lớn từ các nước khác. Về cơ bản, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hiện đang là phương tiện phòng thủ giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc. Nhưng những hệ thống ấy rồi sẽ không địch lại được với tên lửa bội siêu thanh có gắn bom nguyên tử. Nói cách khác, tên lửa bội siêu thanh sẽ sớm vượt xa tầm của những phương tiện phòng thủ hiện nay. Trong tương lai, các nước sẽ nhanh chóng tìm ra những hệ thống phòng thủ mới. Vũ khí năng lượng định hướng với khả năng phóng ra các chùm tia laser vi sóng và tia hạt sẽ có thể chống lại loại tên lửa bội siêu thanh này. Nhưng việc nghiên cứu về công nghệ này vẫn còn rất sơ khai. Trong lúc chờ đợi, cách duy nhất chính là nâng cao khả năng phòng thủ. Nếu một nước phóng đi đầu đạn bội siêu thanh đến Mỹ, Lầu Năm Góc chỉ có 5 phút để phản ứng. Không cách nào các tướng lĩnh có thể họp bàn kịp thời để đưa ra phương án tác chiến. Họ cũng không thể điều động các chiến hạm và phi cơ hiện đang đóng quân ở phía đông bán cầu. Thiệt hại của loại vũ khí này rất lớn và có thể thay đổi quy ước tham chiến của mỗi quân đội. Ví dụ, để bù lại cho việc thiếu thời gian, các nước Mỹ, Trung Quốc và Nga có thể phải thực hiện một cuộc không tập lên đối thủ trước khi đối thủ kịp bắn tên lửa hoặc phản công để phòng vệ. Kết quả, các lực lượng quân đội luôn ở tình thế sẵn sàng và dễ bị kích động hơn. Ngoài ra, các nước có thể phải thực hiện chiến tranh phù đầu để làm cạn kiệt lượng vũ khí bội siêu thanh của đối phương. Nhưng điều này sẽ làm gia tăng khả năng gây ra xung đột lớn. Dù tên lửa bội siêu thanh vẫn đang trong giai đoạn phát triển, công nghệ này được dự đoán sẽ được triển khai rộng rãi vào năm 2025 đến năm 2030. Một khi đã đi vào sử dụng, Mỹ, Nga và Trung Quốc sẽ có trong tay công cụ để thay đổi cục diện chiến tranh trong tương lai gần. Điểm đáng mừng duy nhất trong viễn cảnh đẫm máu này chính là sự phát triển của công nghệ tên lửa với tầm bắn chính xác sẽ giảm thiểu thiệt hại lên dân thường. Mặc dù vũ khí bội siêu thanh khiến cho chiến tranh leo thang nhanh hơn nhưng sẽ cướp đi ít mạng người hơn. Nhưng cuộc đua vũ trang có căng thẳng như thế nào thì Mỹ, Nga và Trung Quốc vẫn cần phải tìm cách ký một thỏa thuận không phổ biến vũ khí bội siêu thanh.